Năm 2024 là năm thứ hai Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục thực hiện thay đổi cách tính điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học. Thí sinh thuộc diện cộng điểm ưu tiên nếu có tổng điểm 3 môn từ 22,5 trở lên sẽ phải thực hiện theo công thức tính do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định để đảm bảo công bằng. Công thức tính điểm ưu tiên bằng 30, tổng điểm đạt được chia cho 7,5 rồi nhân với mức điểm ưu tiên theo quy định. Trong đó, mức điểm ưu tiên theo khu vực là khu vực 1, 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm, khu vực 2 là 0,25 điểm. Khu vực 3 không được tính điểm ưu tiên. Mức điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách là nhóm ưu tiên 1 cộng 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 cộng 1 điểm. Để tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên 2 lần, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo khi sử dụng điểm xét tốt nghiệp để xét tuyển thì phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong điểm xét tốt nghiệp, sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh để xét tuyển.